Thưa sư, mong sư giải đáp giúp câu này. Bát chánh đạo là hệ quả của trạng thái giác ngộ, tức là khi giác ngộ thì người ta sẽ sống như vậy. Vì vậy hãy cần thận trọng trong việc tu bát chánh đạo, bởi vì đó là tu quả chứ không phải tu nhân. Nhưng quả thì lại chẳng cần tu nữa. Đó. Ra bởi vì sư nói với quý vị, cái người nói câu này sư chỉ hỏi một câu thôi. Ai nói? Ai nói? Nói ở đâu? Chỉ giùm sư cái bài kinh đó. Bây giờ nói về tôi dốt quá, tôi không biết là ở cái bài kinh nào mà nói ra mà sư, mà thầy suy ra được cái nó hay dữ thần vậy. Bây giờ thầy làm ơn thầy chỉ ra giùm cái giật kinh nào, chú giải nào, hoặc là hậu chú giải nào, Tika Atthakatha, chỉ giùm cái nha, chỉ giùm đi, rồi tôi quỳ xuống tôi đảnh lễ luôn. Chứ còn mà cái kiểu này thì nó mệt lắm, như sư nói, ai muốn ra làm thầy thì cứ, ai muốn dạy mà cái kiểu sốc hông sốc ốc thì cứ. Sư thì sư chỉ căn cứ theo kinh tạng thôi, mà kinh tạng thì nói cái gì? Kinh tạng nói như thế này, trong tương ưng đạo ha, của tương ưng bộ kinh à, đó cái bài kinh các khách à, đây nè tóm gọn ha, cũng vậy này các tỷ kheo tu tập bát thánh đạo tám ngành à, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, tức là bát chánh đạo đấy à, với các pháp cần liễu tri, nhờ thắng trí liễu tri các pháp ấy à, rồi các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí, với các pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, họ chứng ngộ các pháp ấy bằng thắng trí, với những pháp cần tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Rồi thế nào là những pháp cần phải liễu tri, tức là năm thủ uẩn. Thế nào là những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, là vô minh, hữu và ái. Thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ, tức là minh và giải thoát. Nè, những pháp nào cần phải tu tập, chỉ và quán. Sư hỏi quý vị, nếu như mà quý vị nói cái bát chánh đạo là quả chứ không phải nhân thì cái bài kinh này nói cái gì? Thôi thì quý vị cứ muốn nói đầu nói đuôi, nói xuôi nói ngược, nói trên trời dưới đất, muốn làm thầy làm tổ, rồi muốn làm cái giống ôn gì quý vị cứ làm đi nha, không liên quan tới sư. Cái trách nhiệm của sư không phải là để sư chỉ trích, sư công kích, sư phỉ báng, sư nói người này sai người kia đúng. Trách nhiệm của sư chỉ có một thôi, đó là chỉ cho quý vị thấy Phật dạy cái gì và hiểu làm sao cho đúng những lời Phật dạy, hành làm sao cho đúng những lời Phật dạy. Sư chỉ theo Phật thôi, còn ai muốn làm tổ thì đó là chuyện của người ta, ai muốn lên làm ông này bà nọ thì đó là chuyện của người ta. Đơn giản vậy thôi. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ thêm gì về vấn đề này không? Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây á, sư giải rõ cho quý vị biết cái sự nguy hiểm khi mà cái câu hỏi này nè, khi mà hiểu sai. Theo sư nha, theo sư đây là có thể là căn bản, nhưng có thể là nếu mà lỡ căn bản này không để ý thì nó đâm ra nó cũng khá phức tạp. Ở đây á, ở đây cái vị này nói là bát chánh đạo là hệ quả của trạng thái giác ngộ, có nghĩa là ở đây theo sư hiểu nha, là nói là bát chánh đạo là tức là nhân đó, nghĩa là nhân làm sanh khởi giác ngộ, giác ngộ đây chính là niết bàn đó, nhân làm khởi niết bàn, thì sư hiểu là như vậy. Thì cái điểm này, cái này để có đúng không, chúng ta đặt câu hỏi là đúng không? Ủa vậy là cái niết bàn á, niết bàn á, niết bàn, nhân của niết bàn á, nhân của niết bàn có phải là từ bát chánh đạo không? Thưa quý vị, nó có sách thì bắt phải có chứng. Cái vấn đề này nè là ở trong Milinda vấn đạo, vua Milinda có hỏi ngài Nagasena là thưa ngài Nagasena,
Trái lại đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Vậy mà Ngài lại nói như vậy, Niết Bàn không sanh ra do nhân. Vì nghe rõ nha, Niết Bàn không ra cho nhân. Thì Ngài Nagasena trả lời là Tâu Đệ Vương đúng vậy. Đạo lộ đưa đến chứng ngộ Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử mình bằng hàng trăm cách thức. Tuy nhiên, nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không được nói đến. Bởi vì sao? Thì ngài nói ngài này Nagasena mới trả lời mới giải thích là Tâu Đệ Vương, có ở thế gian có hai vật này không sinh ra do nghiệp, không sinh ra do nhân, không sinh ra cho mùa tiết. Hai vật nào? Hư không không nên sinh ra do nghiệp, không sinh ra do nhân, không sinh ra cho mùa tiết. Tâu Đệ Vương, Niết Bàn không sinh ra do nghiệp, không sinh ra do nhân, không sinh ra cho mùa tiết. Tâu Đệ Vương, đây là hai vật không sinh ra do nghiệp, không sinh ra do nhân và cũng không sinh ra cho mùa tiết. Mà ở đây quay lại, bây giờ chúng ta quay lại cái câu hỏi này, thì rõ ràng cái câu hỏi này á, là cái vế này nói nó khá là rối, nhưng mà theo theo ý sư hiểu á, là có vẻ nói là Bát Chánh Đạo chính là nhân của Niết Bàn. Cái câu hỏi này nó quá là sai lầm thưa quý vị. Nhưng mà nói đúng là nếu nói thẳng nha, thì nói thẳng là hơi có thể chứ không phải nói là cái người mà đặt câu hỏi này, mà người đặt câu hỏi này có thể là nghe một ai nói đó, mà cái người nào nói câu hỏi này nè, người nào mà nói câu này nè, thì chị thấy là cái tà kiến hơi bị nặng, tại vì vấn đề không vẫn không không hiểu rõ được cái đặc cái tính Niết Bàn là gì, Niết Bàn nghĩa là thế nào. Nên quý vị cần phải hiểu rõ, mà một lần nữa xin nhắc lại trong Linda Vấn Đạo, vì có xem á, cái câu hỏi bây giờ quý vị muốn tham khảo cái con sư tử tượng nó có đúng không, thì quý vị xem quyển Milinda Vấn Đạo bản dịch của ngài Indra Chanh Đá. Câu hỏi có tên là câu hỏi về vật không sinh ra do nghiệp, quý vị kiểm chứng nha. Trước khi kết thúc câu này á, thì sư muốn nhấn một lần nữa, thì ngài ở đây ngài ngài Nagasena có nhấn mạnh là Tâu Đại Vương tương tự như thế, có thể nói về đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Vì lý do gì? Vì tính chất không bị tạo tác của pháp. Thì ông vua Minh Đao mới hỏi, vậy thì Niết Bàn á, là không bị tạo tác đúng không? Thì ngài mới nói dạ đúng vậy, Niết Bàn không bị tạo tác, không bị tạo ra bởi bất cứ cái gì. Không, Tâu Đại Vương không nên nói Niết Bàn được sanh lên, hoặc không được sanh lên, hoặc là sẽ được làm cho sanh lên, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là vị lai, hoặc là được nhận thức bởi mắt, hoặc là nhận thức bởi tai, hoặc là nhận thức bởi mũi, hoặc là nhận thức bởi lưỡi, hoặc là được nhận thức bởi thân. Đó. Thì quý vị phải phải lưu ý đến cái vấn đề mà người nói câu hỏi này và cái câu hỏi và câu trả lời như thế này. Tại vì khi mình hiểu sai mình suy diễn vào cái này quá nhân, nhưng mà nó sai chứ này. Mình xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.